Phương pháp 1. Tìm sự điều trị y khoa cho bệnh UTI. 1. Nhận biết các triệu chứng. Nhiễm trùng đường tiết niệu, UTI, là một chứng bệnh rất thường gặp nhưng rất khó chịu và bất tiện. UTI là tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu trên, thận và niệu quản, hay đường tiết niệu dưới, bằng quang và niệu đạo, hoặc cả hai. Khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bạn có thể cảm thấy bỏng rát khi đi tiểu và có nhu cầu đi tiểu nhiều lần. Bạn cũng có thể cảm thấy đau ở bụng dưới. 2. Biết các triệu chứng khác nhau của tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu trên và đường tiết niệu dưới. Các dạng nhiễm trùng khác nhau sẽ có các triệu chứng khác nhau. Bạn nên lưu ý các triệu chứng để có thể diễn tả rõ ràng với bác sĩ trong trường hợp phải đi khám bệnh. Các triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu dưới bao gồm nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn, nước tiểu đục hoặc có máu, đau lưng, nước tiểu rất nặng mùi và nói chung bạn cảm thấy không khỏe. Nếu bị nhiễm trùng đường tiết niệu trên, bạn có thể bị sốt cao trên 38 độ C. Bạn cũng có thể buồn nôn và rùng mình không kiểm soát. Các triệu chứng khác có thể bao gồm nôn và tiêu chảy. 3. Biết khi nào cần điều trị chuyên khoa. Có khoảng 25-40% trường hợp UTI nhẹ sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, vẫn còn hơn một nửa số trường hợp người bệnh tự đặt mình vào nguy cơ bị biến chứng do không tìm sự điều trị chuyên khoa. Bạn nên hẹn với bác sĩ để khám ngay khi bị UTI kèm theo sốt cao hoặc các triệu chứng đột ngột xấu đi. 4. Tuân thủ liệu trình điều trị bằng thuốc kháng sinh. UTI là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, do đó thuốc kháng sinh do bác sĩ kê toa là phương pháp điều trị triệt để nhất và thường được sử dụng nhất. Đặc biệt, thuốc kháng sinh được khuyên dùng cho phụ nữ bị UTI tái lại nhiều lần. Liệu trình kháng sinh lâu ngày hơn có thể giúp ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng tái phát. 5. Hoàn thành liệu trình kháng sinh. Uống kháng sinh với liệu trình điều trị 1 đến 7 ngày do bác sĩ chỉ định và khuyến nghị. Hầu hết nữ giới được chỉ định uống kháng sinh từ 3 đến 5 ngày. Nam giới thường được kê toa uống kháng sinh từ 7 đến 14 ngày. Mặc dù các triệu chứng thường giảm rõ rệt sau 3 ngày điều trị kháng sinh, nhưng phải mất 5 ngày để tiêu diệt hết vi khuẩn trong đường tiết niệu. Nam giới có thể phải mất nhiều ngày hơn. 6. Lưu ý về các biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nặng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, dẫn tới suy thận hoặc nhiễm độc máu. Các biến chứng này không phổ biến và thường xảy ra ở các bệnh nhân sẵn có vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh nhân tiểu đường. Bạn sẽ dễ bị biến chứng và nhiễm trùng hơn nếu có hệ miễn dịch kém. Phương pháp 2. Giảm nhẹ chứng UTI tại nhà. 1. Uống nhiều nước. Thuốc kháng sinh là phương pháp duy nhất thực sự chữa khỏi bệnh UTI nhưng thường phải mất vài ngày điều trị. Trong thời gian đó, bạn có thể thực hiện vài phương pháp để giảm nhẹ các triệu chứng và giảm khả năng tái phát nhiễm trùng. Cách dễ dàng nhất là uống nhiều nước trong cả ngày, cách mỗi giờ uống 1 ly nước. 2. Thử uống nước ép quả nam Việt quất. Nước ép quả nam Việt quất thường được coi là liệu pháp chữa UTI tại nhà. Mặc dù có ít bằng chứng cho thấy nước ép nam Việt quất thực sự chống nhiễm trùng, nhưng nó có thể ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng. Nếu thường bị UTI tái lại nhiều lần, bạn hãy thử uống viên chiết xuất nam Việt quất có hàm lượng cao hơn. Cũng như nước, việc uống nhiều chất lỏng khác cũng giúp bạn rửa trôi và làm sạch hệ thống tiết niệu. 3. Uống viên thực phẩm bổ sung vitamin C. Uống vitamin C ngay sau khi xuất hiện triệu chứng UTI có thể giúp hạn chế sự phát triển của tình trạng nhiễm trùng. Vitamin C khiến nước tiểu có tính axit, tạo môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn khi trú trong bàng quang. Vitamin C cũng giúp tăng cường đề kháng cho hệ miễn dịch cơ thể. 4. Tránh dùng các chất kích thích. Một số thức ăn hay thức uống có tính kích thích và tác động chúng mạnh hơn khi bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Hai thủ phạm nguy hiểm nhất nên tránh là cà phê và rượu. Chúng không chỉ gây kích thích mà còn khiến cơ thể bạn mất nước, sau đó sẽ cản trở quá trình rửa trôi vi khuẩn khỏi đường tiểu. Phương pháp 3. Giữ gìn vệ sinh. 1. Giữ thói quen vệ sinh thật tốt. Nói chung, việc giữ vệ sinh vẫn được coi là biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, nhưng đó cũng là một phần thiết yếu để nhanh chóng chữa khỏi nhiễm trùng. Càng thực hành vệ sinh tốt, bạn càng mau khỏe lại. 2. Tắm rửa trước và sau khi giao hợp. Sinh hoạt tình dục là một trong những đường xâm nhập của vi khuẩn vào niệu đạo ở phụ nữ và tiến đến bàng quang. Để ngăn chặn tình trạng này, bộ phận sinh dục và vùng hậu môn cần được rửa sạch trước và sau khi hoạt động tình dục. Phụ nữ cũng nên đi tiểu trước và sau khi giao hợp. Tránh dùng lotion dưỡng ẩm cơ thể hoặc dầu massage để làm chất bôi trơn, trừ khi chúng được khẳng định là an toàn. Trong các sản phẩm này có chứa hóa chất có thể dẫn đến nhiễm trùng. 3. Mặc quần áo thích hợp. Một số loại trang phục có thể gây khó khăn trong việc chữa khỏi bệnh UTI. Đồ lót chật và bó sát làm bằng chất liệu bì hơi có thể làm tăng độ ẩm và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn ở khu vực gần bàng quang. Do đó, bạn hãy mặc quần lót phải cốt tông thay vì các chất liệu không thấm hút như ni lông,